Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường yêu cầu đến ngày 2 tháng 9 năm 2023 phải khánh thành các công trình gồm cầu Trần Hoàng Na, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ, công trình nâng cấp chống ngập úng 32 tuyến đường ở quận Ninh Kiều và công trình kè sông Cần Thơ. Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các dự án khác phấn đấu đến năm 2025 phải hoàn thành gồm các dự án thuộc nghị quyết 45 của Quốc hội như nạo vét luồng định an, thành lập trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp dùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cường Thư, đường dành đai phía Tây, thư viện thành phố, văn phòng Hội đồng Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội, trung tâm văn hóa thể thao Ninh Kiều, quốc lộ 91, km 0 đến km 7, mở rộng năm nút giao thông của quận Ninh Kiều, bảo tồn và phát triển chợ nội cái răng, khu di tích lộ dòng cung, dân dân chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính nghiên cứu để có kế hoạch đáp ứng vốn cho các dự án này như điều tiết vốn tính toán dây kho bạc trong khuôn khổ cho phép phát hành trái phiếu chính quyền địa phương